bán bình hoa thôi chứ. Còn bán đắt cái đèn này là còn tao thực hiện. Thế vì sao em mua bay như thế chứ? Cô mai đi muốn ai đây cả? À đây cho nó chia tay rồi. Cứ chỉ cần cô đi thôi đấy. Bà và tao cứ đi chung thôi. Đi mai phải mua bay như thế chứ? À nếu mà không muốn mua là không được đi chung gì. À rồi đâu? Nè cô mai, ai ai nó làm được tao rồi. Đi xa đi. Anh sẽ đặt cái chiếc bao bay như thế này. Chỉ được. Yeah.